Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Smartphone màn hình gập chắc các bạn cũng đã rất quen thuộc rồi, nhưng mà laptop màn hình gập thì không được có mấy sản phẩm đâu. Và đây trong tay mình đang là một trong những sản phẩm laptop màn hình gập đáng chú ý nhất hiện nay. Cụ thể thì đây chính là chiếc ZenBook 17 Fold OLED. Đấy, tên sản phẩm thì nó đã để ngay phía trên hộp này rồi. Và ngoài ra nhá, mình rất thích cái kiểu thiết kế của Asus nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy màn hình gập không? Nó sẽ phản chiếu này. Đấy, đây những cái chữ này nó phản chiếu từ trên này xuống này, rất ok luôn. Và cái cách thiết kế của cái hộp này thì cũng chứng minh rằng đây là một sản phẩm được đầu tư rất chỉn chu. Ngoài ra thì nó còn có thêm cái bao dài nữa này, đó, như kiểu cặp sách đi học các bạn ngày xưa luôn nhá. Và đây chính là sản phẩm của chúng ta. Một trong những cái điểm đầu tiên mà khi mà mình chạm mặt chiếc máy tính này, đó chính là cái độ dày của nó. Đấy, độ dày của nó thì cũng khá là lớn. Tuy nhiên thì lát nữa chúng ta sẽ thử xem là tại sao nó có một độ dày như vậy. Cái thứ hai đó chính là cái thiết kế của Asus đem lại một sự cao cấp nhất định, đặc biệt là ở cái phần phía trên này, phía nắp trên này này. Nó là một mặt kính và nó có những cái kiểu làm màu kiểu hologram, và khi các bạn chiếu ánh sáng đấy nó đổi màu nhìn rất đẹp mắt. Và đây là cái logo Asus ZenBook mới. Thêm đó chính là một cái gọi là một cái bản lề phụ đi. Đó, nó sẽ là kiểu dạng giả da như này và bao quanh chiếc máy chúng ta, và khi các bạn cầm như này, đó, nhìn rất là doanh nhân và nó thể hiện được là cái độ cao cấp của chiếc máy này nhá. Cái thứ tiếp theo mà mình nhìn được đó chính là xung quanh này chúng ta có rất nhiều những cái cổng kết nối, các bạn có thể rất quen thuộc, đó chính là USB Type-C này, cổng 3.5, mà USB Type-C này hỗ trợ luôn Thunderbolt 4 luôn nhá. Nút nguồn này, phím âm lượng này và loa ngoài. Thì loa ngoài chỗ này thì như mình thấy đây nó được tinh chỉnh bởi Harman Kardon. Đó, cũng một thương hiệu nổi tiếng. Và bây giờ sẽ là cái khoảnh khắc mà quan trọng nhất, đó chính là mở một chiếc laptop gập nó chính xác như thế nào nhỉ? Đấy, đây. Nhìn cũng hơi bình thường đúng không? Nhưng mà đây mới chỉ là cái nửa trên thôi các bạn ạ. Ở phía dưới này thì mới là một điều rất đặc biệt này. Đó, và khi mình mở ra hoàn toàn như thế này, các bạn sẽ có một chiếc laptop với màn hình lên tới 17,3 inch cực kỳ lớn. Còn thông thường nhá, khi mình đặt cái này lên thì ở phía trên này nó chỉ là khoảng 12 inch mà thôi. Thì khi đó thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm nó gọn gàng nhất như thế này. Đó. Và tại sao mà Asus lại làm ra một chiếc laptop gập? Thì như các bạn đã biết đấy, smartphone gập khi mà sinh ra đó chính là để thay thế cho việc mà chúng ta muốn một cái diện tích hiển thị nó lớn hơn nhưng mà lại không muốn hy sinh về kích thước của nó. Thì laptop gập cũng theo một cái kiểu như vậy. Các bạn muốn có một màn hình lớn hơn nhưng mà các bạn không muốn chiếc máy nó dày hơn, nó nặng hơn, thì các bạn phải sử dụng đó chính là cơ chế gập như thế này mà thôi. Và với chiếc Asus ZenBook 17 Fold OLED này thì chúng ta có rất nhiều những cách để các bạn có thể sử dụng nó một cách là linh hoạt. Đầu tiên thì các bạn có thể sử dụng theo kiểu như thế này, đó chính là đặt cái bàn phím lên thì khi đó máy nó sẽ tự nhận diện và nó sẽ chỉ hiển thị ở nửa trên này mà thôi. Đó, tiếp theo đó chính là khi các bạn mở cái bàn phím này ra và các bạn sử dụng theo kiểu này, đó thì các bạn cũng có thể sử dụng thêm cái bàn di chuột trên cái bàn phím rời như thế này. Cách tiếp theo đó chính là các bạn có thể mở full màn hình như thế này và các bạn bật cho mình cái bản lề, cái gọi là chân đế ở phía sau này lên. Đó, nó chỉ có một nửa như này thôi các bạn thấy không? Đó, và khi các bạn để đặt như này thì nó sẽ không khác gì một chiếc PC các bạn dùng ở nhà cả. Nhưng mà khác biệt lớn nhất đó chính là cái màn hình nó lên tới 17,3 inch, cực kỳ lớn. Mà cái màn hình này thì cũng là một màn hình rất chất lượng nhá, có thể điều khiển cảm ứng này. Và đây là màn hình tấm nền OLED với cái độ phân giải full màn hình là 2.5K. Và khi các bạn sử dụng một nửa màn hình thôi thì nó sẽ là Full HD. Độ sáng thì lên tới 500 nit và cái tỷ lệ của màn hình full này thì sẽ là 43 và tỷ lệ của màn hình ở phía nửa trên thì sẽ là 32. Một cái màn hình khá là vuông. Ô, ấy con này nó còn thấy cái laptop này xịn, nó còn ra đi xem đây này. Đấy, thôi nó cứ để nó ở đấy nhá. Tiếp theo là cái cơ chế gập của chiếc máy này thì nó cũng gần tương tự so với những chiếc smartphone gập. Nó sẽ có một cái bản lề nhưng mà mình thấy rằng Asus đã hoàn thiện rất là tốt ở đây. Họ làm kín và gần như chúng ta không thể nào nhìn thấy được những cái bên trong như thế nào. Khi gập vào như này thì nó sẽ có một cái khe hở khá là lớn như các bạn thấy ở giữa này. Thì với cái chiếc ThinkPad X1 Fold thì mình cũng thấy nó bị như vậy. Tuy nhiên thì Asus mình đánh giá cao hơn là bởi vì họ đã tận dụng được cái kiểu điểm yếu này trở thành lợi thế, đó chính là nhét thêm được cái màn hình vào đây thì gần như là khi các bạn gập vào nó sẽ vừa khít luôn. Nó giống như kiểu là tai thỏ trên iPhone ấy, thì Apple không xử lý được vấn đề đó thì họ làm Dynamic Island, thì bây giờ Asus họ cũng làm theo kiểu, đó chính là tận dụng được cái điểm yếu để trở thành lợi thế của họ. Các bạn có thể thấy rằng cái khối lượng của chiếc ZenBook 17 Fold OLED này nó phân bổ rất là đều giữa hai nửa thế này. Vì vậy là khi các bạn ví dụ nghiêng quá nhiều ra thế này thì nó sẽ bị đó, hơi bị bập bênh này một chút. Và khi đó thì các bạn phải đặt thêm một cái bàn phím lên đây đó, thì nó mới thành một chiếc laptop thực thụ. Và khi đó các bạn có thể mở rất nhiều góc độ, thậm chí là đấy, 180 độ như thế này đó. Bản lề khá là cứng, nhưng mà về cái khối lượng của nó thì như mình đã nói. Về độ bền của phần bản lề này thì được Asus công bố là nó sẽ có độ bền khoảng 30.000 lần gập mở, có nghĩa là rất nhiều.
Về chất lượng hiển thị thì mình cũng đánh giá rất cao về cái màn hình của trên chiếc máy này. Nó thể hiện một cái màu sắc rất là chính xác, bởi vì nó hỗ trợ lên tới 100% cái giải màu DCI P3, cũng như là nó hỗ trợ luôn cả cái chuẩn Dolby Vision HDR. Các bạn xem phim giải trí, có thể là chơi game nhẹ nhẹ trên cái màn hình này thì nó đều rất là tốt, bởi vì nó có 17.3 inch, vì vậy các bạn có thể làm được rất nhiều thứ trên cái màn hình này, giải trí rồi chia đa nhiệm các thứ thoải mái luôn. Về cấu hình thì Asus ZenBook 17 Full OLED này thì nó đang sở hữu một con chip Core i7-1250U, đi kèm với đó là mức RAM 16GB LPDDR5 và bộ nhớ trong là 1TB PCIe 4.0, cùng với đó là một cái card đồ họa thích hợp là Intel Iris Xe. Với cấu hình này thì nó sẽ phù hợp dành cho những cái người làm công việc văn phòng nhẹ nhàng thì rất là ok. Ngoài ra thì các bạn có thể chỉnh sửa ảnh nhẹ nhàng thì cũng vẫn được, chứ nó không phải là một chiếc máy dành cho chơi game cũng như là hiệu năng cao đâu nhé. Các bạn đừng hy vọng quá nhiều về cái hiệu năng của nó, mà đơn giản đây là một chiếc laptop mà nó thể hiện được cái xu hướng của tương lai. Có nghĩa là các bạn có thể có một cái màn hình nó lớn hơn, nó thoải mái hơn, nhưng mà các bạn không phải hy sinh về kích thước cũng như là khối lượng cân nặng của nó nữa. Về tương lai của những chiếc laptop màn gập thì mình tin rằng nó cũng sẽ rất là sáng lạ, nó cũng tương tự so với những chiếc smartphone gập hiện nay mà thôi. Khi mà nhu cầu chúng ta có thì tất nhiên là những hãng sáng tạo như kiểu Asus thì họ cũng sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu đó. Vì vậy trong khoảng 2-3 năm tới thôi, các bạn sẽ thấy sẽ có rất nhiều những cái laptop màn gập này ra đời. Dung lượng pin của chiếc máy này là 75Wh và hứa hẹn nó có thể sử dụng được lên khoảng 8 tiếng, đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh là 65W. Về mức giá thì tham khảo tại trên nước ngoài thì nó rơi khoảng tầm trên 80 triệu đồng, còn mức giá chính thức của chiếc máy này thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả nhé. Đó tất cả những cái gì sơ qua nhanh về chiếc Asus ZenBook 17 Fold OLED này, một trong những chiếc laptop màn gập đầu tiên được bán tại Việt Nam mà mình có cơ hội được cầm vào, được trải nghiệm nó một chút. Nói chung là cảm xúc của mình với chiếc này thì cũng có khá là nhiều, bởi vì là chưa bao giờ mình nghĩ rằng một chiếc laptop mà có màn hình 17.3 inch nhưng kích thước nó chỉ nhỏ gọn như là 12 inch như thế này. Các bạn cảm nhận như nào về chiếc laptop Asus ZenBook 17 Fold OLED này, các bạn comment ở phía bên dưới nhá. Và các bạn có hy vọng gì về những cái tương lai của laptop màn hình gập thì các bạn cũng sẽ chia sẻ quan điểm phía bên dưới nhá. Nếu thấy video này hay, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.